bảo rồi. Thế nào bây giờ mày PK đôi hay là PK bốn? Thì PK bốn đi anh, ở đây này có chị Linh này. Nhà mình khen chị Linh mạnh lắm anh ạ. Tưởng là mày mời tăng tăng lịch gì? À, em mới về mà, em xin chuẩn bị lịch gì đi. Hai em tết cho con lịch gì đi. Đấy, chuẩn bị lịch gì cho con luôn. Con nói sách sách. Đấy nhá, mọi người chờ tí còn đập bị cây, tí nó bị cây. Ừ, để anh em mình tình cảm đi. Chờ bị cây cho mọi người. Luôn này. Không mà được sao. Nói chung là lộc đầu năm thôi, mọi người quan trọng gì giá trị. Em thấy anh nhiều polymer lắm. Mọi người rút tiền giấy đấy. Mọi người sang bảo anh Hải Phong rồi, sao đây anh đặt. Anh đặt tiền, thế nên tiền toàn đi nào đi thì lại. Cũng là tiền. Nhớ. Ồ. Dù tiền ít hay tiền nhiều thì chúng ta cũng phải tôn trọng nó. Bởi vì làm sao? Đầu tiên, trên tờ tiền là có hình của bác. Anh Đạt đã check tài khoản của anh chưa? Vừa check rồi mà. Ai chị có gì? Ai ghi được gửi anh Đạt mai định chỉ tốt đấy. Mời chị bảo trang thôi. Cảm ơn Binh nhá. Đầu tiên là chị. Đầu tiên là trên tờ tiền là có hình của bác. Và thứ hai nữa, tiền không phải là ná đa, cũng không phải là ná đi, không nhập được nhá. Chứ mình gì nữa chứ mà đi cây nhà nằm mạnh mạnh như gánh anh Đạt à, chứ không cái app đấy thì phải là anh cơ, cái app thì phải là em like game cơ thì mới được. Ai xa đây rồi trời ơi Đạt cho đi cây không. Nhưng mà nó có cái gì của xem không? Thì bên anh cũng có ai đâu. Không ạ, à, cái bút của mình tiền. Nhưng mà thua thì có làm sao không? Mình chơi đầu xuân năm mới, mình chơi vui vẻ đi. Này, này, bây giờ anh hỏi thật, Trà đang ở đâu? Em đang ở... À, nó mẹ gọi mình bằng chú chứ nhỉ? Tôi đang ở nhà chú ơi. Cảm ơn chú. Ừ đấy, ví dụ nhá. Ví dụ mà cháu thua thì cháu ra cháu bảo bố Ấn là đã lì xì cho chú Ton chưa? À anh Ton chưa nhé. Nhưng mà bố cho đi hòa bình rồi. Ồ. Ê Tuấn đây kẻ nhà mình ơi. Hay là bây giờ chơi bởi vì theo mấy ngày hôm nay mình theo dõi trên mạng thì Bùi Trà đang yêu một ai đó nó chưa công khai, hay là chơi câu hỏi thật lòng nhỉ? Thế thì Trà nó đang giấu show biết không cho ai biết anh ấy hỏi. Cảm ơn em rồi ơn bảo Trang nha. Để xem là con rể anh muốn là ai chứ thì cái thằng này buồn cười thật. Anh ai gì? Để em với cả Trà nó giấu để anh cứ để hỏi. Không phải im mẹ một thì con lại. Tấm tay cho cái gà để ba ra đây mọi người. Đến chơi kéo đi. Thôi phải làm. Năm rồi thật lòng nhá. Mỗi người năm rồi thật lòng. Được. Em cảm ơn chị Hương Giang, người mới lộ về lý. Cha ở nhà đấy tí, anh cho anh gì chị? Em vẫn ở nhà mà anh không. Ôi thật, anh cứ cười gì để làm đổ hết mặt. Hôm nay cả nhà mình ơi, tao đắp mình ơi. Này con ơi, anh báo cho em một tin rất là buồn. Bởi vì anh chơi như đây từ năm ngoài, năm nay chưa thua. À thế ạ, được đấy anh ạ. Cảm ơn Binh nhá, 31 bông cả nhà mình ơi. Cảm ơn Lily. Cảm ơn Nhật Hi nhá. 31 bông yêu cả nhà mình ơi. Hello Miu, cảm ơn chị Ngọc Lan. Rồi, theo ý kiến của các anh em thì anh em bảo là rồi, thật lòng đi. Được luôn anh em nhá. Để mình sẽ hỏi. Cảm ơn cô hàng xóm, mọi người qua tặng lại cho đủ không mọi người? Mà cháu thấy đang hát cái thêm gì mà đặt villa và oxy gì gì ấy để mình đất cho qua cho các vị chú nha. Được. Mày mua cái gói bim bim oxy đi đã. Vâng. Nhá. Bấm tay cả nhà mình ơi, cảm ơn lo đây. Nhà mình ơi, cho đôi nha.
là người. Đó với lưng. Năm câu hỏi thật là nghe nó khả hết nha. Lúc mọi người mới vào nha, ai sẽ follow mình đăng trên đây. Lần trước mình cũng hỏi Bùi Trà 10 câu hỏi thật lòng rồi. Có hả? Chú thật có nhận thấy hả? Có. Có đâu? Mày còn nhớ cái lần mà chú hỏi là thì bố mày, bố Huấn với cả mẹ là ai là lóc, mày nhớ không? Cảm ơn chị. Chắc là lâu rồi nhỉ? Lâu rồi. Hello mấy quỷ. Đi luôn đi. Anh xem em vừa chuyển, anh nhận được chưa? Em cảm ơn mẹ gấu nhá, em cảm ơn chị. Đấy, phát tài phát lộc. Lần ạ, một củ, nhẹ nhàng nhá. Mày mai mày về thì mày đi gì đi cũng đừng dưới 10 chỗ. Mày đi chở lâu lên. Tao tao một người có lâu tốt được đấy không đấy mọi người. 7 chỗ thôi. Bấm tay đi mọi người, chơi cây 4 chỗ đi. Hello mì bơ. Tuần này của mì chơi cây đi cây được có 748 điểm. Mà cứ gáy. Mày bảo này mát tôi về chứ mì bơ ạ. Nè anh ạ, nói chung mày chưa biết ai là ai đâu nhá. Anh cứ tự hào ai nào mà chơi thua đi. Thôi nói chung là anh em sẽ để cho tôi hỏi mọi người có năm câu hỏi thật lòng rồi. Mọi người cứ không phải yên tâm nhá. Những câu hỏi của em sẽ vào đúng trọng tâm. Mình không cần biết là câu hỏi của chúng ta là câu hỏi gì rồi. Đã sẵn sàng trả lời chưa? Sao rồi? Thằng trẻ con kia lớn mà tóc bị trắng thế. Sao giọng lại như trẻ con? À, thằng nào có mẹ ngu thế? Đã thằng trẻ con rồi lại còn sao lớn? Ai chỉ mẹ đấy? Đầu xuân năm mới người ta không có tạo nghiệp rồi. Khổ quá đấy là người khác nói thế, còn em thì em chúc anh nào vừa comment đấy năm mới vạn sự như ý, nhưng chúc cả nhà anh sức khỏe. Vui vẻ quá nhỉ anh ơi? Trả lời sức khỏe. Sức khỏe. Để đổi đấy, tại ông kia hỏi comment đang bận trả lời ông không kịp hô hào đây cuối. Thằng kia Tấn nói mãi chà. Mãi chết rồi thì mày thành mãi chán của anh em chán thật. Ok bây giờ hỏi Tấn trước hay hỏi Trà trước em? Anh hỏi Trà đi, em là chính là đắt thỏ. Trà ơi, nói chung là chú thì cũng không muốn thọc mạch sâu vào cái đời sống riêng tư của cháu đâu. Chứ còn gì nữa. Nhưng mà cháu ghét thằng Tấn không? Câu hỏi thật lòng đấy. Đó, à đó là câu hỏi thật lòng à? Ừ, đúng rồi. Cháu bình thường, tại vì cháu tiếp xúc với anh Tấn nên cháu không biết là anh Tấn như nào cả. Thế mà thằng Tấn bảo nó là người yêu của mày, yêu thằng này mù. Không, anh bảo bây giờ nó là anh buồn cười. Mày lừa, toán lừa. Anh nói chơi chết dở đi, mai này này. Việt Nam. Tôn Việt Nam đúng không? Tôn Việt Nam. Rồi, bây giờ câu thứ hai, anh em muốn hỏi câu gì? Bùi Trà có người yêu rồi đúng không? Mình trả lời thật sao lòng. Sao biết rồi, kiếp, trả lời đi. Được có được không? Không, phải có hay không? Trả lời thật sao? Chứ được có được không? Có là có mà không là không. Cảm ơn chú. Sao kiểu có nhưng mà không như không ấy. Có sức ạ. Thế sao có đứa nào nó đăng ký theo mà mình nhìn bảo là có người yêu rồi mà lại chơi đi đâu? Này lừa, thế nào lừa? Chưa. Lại lừa. Hóa ra toàn là một cú lừa. Ôi mọi người đừng có comment thế, Trà nó lại thích một người. Kệ nó đi, chúng nó yêu nhau, kệ nó. Không, tông mạch vào là gì? Mẹ hỏi câu gì, đừng hỏi câu đấy nữa được không? Thế là chúng nó có một tình yêu đẹp không, tông mạch vào. Hỏi câu gì nữa mọi người? Hai câu rồi. Phụ nữ nói có là không, anh thấy đã biết thế rồi, còn nói to. Cảm ơn chị Bôn nhé, chúc chị năm mới vui vẻ. Đây, có một bạn comment rất là hay. Giờ mở nhạc to đi. Đang đến cái lúc mà cây cấn đang hỏi thật lòng thì cứ mở nhạc to để nấc điếm với tí giọng nói đi. Em mở đây cho mình chán. Bây giờ chú hỏi nhá, Trà với cả Chi Giang, đúng không? Chi Giang á? Phải Chi Giang không? Chị cảm ơn em, không có gì đâu. Tiếng Chi Giang hay là cái gì hả Tấn?
nhỉ? À, hưởng. Bạn không phải hưởng, Giang. Giang mà. À, Giang à. Dạ vâng, chắc người ta nói nhầm với chứ phải Giang mà, ai chẳng biết về. Thế là mối quan hệ gì? Nói thật lòng. Đầu xuân năm mới là không được nói dối là nó mất lòng này. Cháu với Giang chỉ là anh em chơi cùng với nhau, chơi thân với nhau thôi. Đấy, các ông nhớ nhá, chỉ là anh em chơi thân với nhau thôi. Còn cái hôm nay, còn ngày mai thì không biết nhá. Ơ kìa, cái đùa, các ông cứ comment vớ vẩn. Cháu đã trả lời đấy rồi, mà các ông cứ thế nào nhỉ? Rồi, thì câu thứ mấy nhỉ? Câu thứ 4. Đến lượt là thế bây giờ cháu với Hưởng là mối quan hệ gì? Cháu với Hưởng cũng là mối quan hệ như Giang đấy nhá, toàn các ông comment nhá, xong đến lúc các ông lại bảo hỏi đúng là phí một câu hỏi thế, tôi biết thừa luôn là sẽ trả lời như thế rồi. Trong nhóm thì chỉ có anh Huy này, Hưởng này, Giang là chân thân của cháu thôi, anh Nguyên nữa. Đấy chưa hỏi nó đã trả lời là chưa thân rồi nên là không cần phải hỏi nữa. Bây giờ nhá, đúng trọng tâm này, câu thứ 5 câu cuối cùng này. Người yêu của Bùi Nhàn là ai? Đấy chưa? Hả? Sao thì có người yêu? Ô. Câu thứ nhất, thứ hai chúng ta hỏi cháu là có phải... có người yêu chưa? Cháu bảo là lửa có được chưa? Thế sao không sao vậy? Là cháu chưa có còn gì nữa. Thì ra con năm đi hỏi lại đi. Dạ, hỏi lại đi. Ờ. Bùi Trà đang yêu ai? Cái gì chú? Bây giờ ví dụ nhá. Bây giờ ví dụ đây đang nói ví dụ. Ví dụ như Tần Cúc Phúc mà đang yêu Trà chẳng hạn. Nhưng mà Trà không yêu nó thì đây là việc của nhà nó. Yêu cháu còn kệ Trà đó. Còn bây giờ cháu yêu ai là việc của cháu. Đúng không? Đủ lấy ví dụ đi, anh lấy ví dụ người khác quỷ đi ra chẳng hạn. Nhưng thằng không ngồi đây đi để anh nhỉ. Cháu yêu anh là được sai. À thế anh ví dụ em là đúng rồi. Chỉ biết gì cười. Đấy, nói chung là người ông nào đẹp trai thì đăng ký nam con rể anh Huấn nhá. Rồi, chơi kèo thứ hai nào. Rồi, bây giờ đến Tần Công Thúc. Ừ. Mày năm mới mà vội thế. Đâu em muốn hỏi mỗi chả em biết đâu. Chả có muốn hỏi Tần Công Phúc cái gì không? Em không. Này em cháu thì em mới. Cháu quên. Ông bố mày này chỉ đang mệt lắm. Nào, rồi, chúng ta hỏi cháu đi. Công Phúc vâng. Để không có gì để mà hỏi, không có gì để hỏi nó. Đấy thì em mới bảo anh cho đi cây đây. Minh Ảnh này. Minh Ảnh nào? Nhiều Minh Ảnh lắm anh ạ. Em anh hỏi thế thì em không biết mà. Cái gì nhỉ? Cái gì nhỉ? Là Minh Ảnh. Minh Ảnh xinh gái là cái gì đấy? TikTok là gì ở anh em comment xem nào. À Minh Ảnh xinh. À đấy. Anh lại hỏi là ai à? Thì là người chị là bà một bạn ở trên TikTok thì đi follow nhau thôi bạn bè. Cảm ơn chị cua. Đây để anh hỏi em trả lời thật lòng ấy, thì có follow nhau thì bảo chị thôi. Thế là vẫn follow nhau chưa hủy follow à? Cũng đợt trước thì hủy rồi nhưng mà cho đợt thì vẫn follow lại thì em follow. Bạn bè đâu có gì đâu mà cứ follow một lần đặt nặng vấn đề. Quả hay người ta quả trí mạng này, nhá. Yeah. Có bạn comment rất là hay. Con có bao nhiêu người yêu cũ? Với em thì là không có khái niệm người yêu cũ, em chỉ có người từng thương thôi. Rồi hỏi câu thứ ba đi. Người từng thương bao nhiêu người? Người từng thương thì nói chung là đã từng thương thì em này không muốn nhắc lại. Anh hỏi câu thứ tư đi. Mẹ này tao mày không phải là khôn nổi khôn vặt với tao nhá. Em khôn đi, anh hỏi anh.
hỏi là trả lời thật lòng đi, em vẫn trả lời thật lòng anh, em có gian dối đâu. Em trả lời mấy câu rồi quả ừ. Em dí cho quả đúng quần tình luôn này. Giờ mấy câu cuối. Giờ câu thứ 3 nào? Câu, mới được 3 câu. Câu này, câu thứ 4. Anh 3 câu. Vâng. Câu hỏi câu này của chuyên tài là hơi tế nhị. Đúng. Cảm ơn ai em biết anh định hỏi câu gì mà. Em cảm ơn chị gì đấy? Chị Doe à? À không phải chị Doe, chị Doa. Chồng tương người yêu cũ anh Ton có phải là mọi người anh đừng hỏi thì còn nó lại bảo là người từng thương mọi người buồn cười như thế. Em phải hỏi một câu nào phải thật chí mạng, nhưng mà hỏi câu chí mạng hỏi trên live này thì nó hơi tế nhị. Anh biết thế nhỉ, rồi anh vẫn hỏi đấy chứ. Hỏi thật. Hỏi thật nhá, đây là tâm sự của giữa hai thằng đàn ông. Bây giờ mình coi như là không có chị Linh như cả kiếm trà đi. Vâng. Nếu ví dụ như mày mà muốn làm quan hệ muốn không, tao giới thiệu cho. Sao để anh nào hỏi, đấy là câu từ từ tư rồi anh. Ừ. Thì... Em cảm ơn chị. Sao để anh này ví dụ như thế là nói. Thank you. Đó là con rể thì anh hỏi là nhà chú huấn hoặc bác huấn không, nhưng mà anh nó trả lời thế đứa bắt đầu bay là chuẩn đi. Rồi cuối này. Dạ. Rồi cuối. Dạ. Không biết hỏi gì cái thằng này ở của em, không biết hỏi nó cái gì thế. Hello Khoa, với mình. Nếu như mà anh Huấn ấy, anh ấy gọi mày sang để giới thiệu con gái cho thì mày có sang không? Ôi, chắc em chưa có tu được đời nào anh ạ. Chờ em tu đấy. Nhưng mà có sang không? Đây là câu thứ 5 gì anh, câu cuối rồi gì? Nhưng có sang không, đang hỏi có sang không thôi. Nhưng mà bao giờ ạ? Thế đấy, thế mới gọi là ví dụ. Thì ví dụ mà thầy Huấn mà bảo thì em có chứ, em sang em chụp ảnh với thầy Huấn nè. Đỡ làm sao được. Thôi được. Thắng là em trả lời thật lòng rồi đấy. Để chơi nữa hay thôi. Mà anh phải nói kèo, nếu mà em chơi được em chơi, không chơi được em thì đau. Thế thì cháu cứ ra kèo. Cho trả ra kèo. Đi về trả cháu, về ta gọi chúng nó bằng anh, bây giờ gọi nó bằng em thì nó ra cái gì? Em có một người mới ra. Trả năm nay là sinh năm bao nhiêu? Trả sinh năm bao nhiêu? 6, 7, 5. Thế đi trả cháu có gì nữa, thì còn mười mấy tuổi thì không cháu nữa thì ra khổ nè. Biết bằng được không? Chơi gặp gì đây? Trả nhảy náng ná đẹp lắm. Ok, được rồi, đi ra thua nhảy làng lá. Bên nào thua nhảy làng lá? Ờ, được. Cháu không chơi đâu. Sao? Thế chơi đâu gì? Thế chơi đâu gì nữa? Đã đi rồi, thua rồi à? Thế mọi người bảo trà nhảy làng lá đẹp. Sợ gì? Anh bỏ quên. Không, không nhảy đâu. Quá bạn. Mọi người bảo đấm nhau với nhau chứ. Đâu nhảy chứ, tao bảo mày hát thôi mà mày đấm nhau với nhạc. Đấm nhau với nhạc còn gì? Nhảy cũng là đấm nhau với nhạc mà. Thế bây giờ chơi kiểu gì được? Thank you, thank you. Chàng ngại rồi. Chơi kiểu gì được? Đây là... Tên là gì đây? Vega Bene Re. Cảm ơn chị Duyên nhá. Vì mà các chị không biết người Việt hay người... Chị ơi, chị là người Việt hay là chị là người nước ngoài đấy? Thôi cháu không chơi đâu, cháu nói chuyện mọi người. Ok. Ok. Thế thôi, bye bye cháu nhá. Bye bye, bye bye em. Năm mới vui vẻ nhá, bye bye. Cả cháu, em chào anh Tấn hay là chị Linh. Năm mới vui vẻ nhá. Bây giờ chơi kiểu gì? Hoặc là mời đây. Mời nhá. Mời đi, nếu mà cảm thấy khó quá thì mình ta cho ba được. Nấu chuột. Bài có
Sao đấy? Anh cứ chị taxi.